8 bí quyết vàng để lập kế hoạch tài chính dài hạn cho năm mới. Kính thưa quý vị và các bạn, thời điểm nghỉ lễ kết thúc cũng chính là lúc chúng ta phải quay lại với guồng quay công việc. Bất kể là bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào, mới khởi nghiệp hay đang điều hành cả một doanh nghiệp lớn, chắc hẳn bạn cũng sẽ quan tâm đến câu hỏi, đâu là cách mà người thành công khởi đầu một năm mới? Và sau đây là phần tóm tắt những nội dung chính trong video này. Ở phần mở đầu video này là 8 bí quyết vàng để lập kế hoạch tài chính dài hạn cho năm mới. Phần tiếp theo là 11 chiến lược người giàu thường sử dụng để làm cho tiền đẻ ra tiền. 9 bí kíp tiền bạc luôn đúng tại mọi thời điểm trong cuộc đời, dẫu đang dư giả hay túng thiếu, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa. Kế hoạch quản lý tài chính thông minh giúp bạn phát tài trong năm mới. Tiền vào như nước không quan trọng bằng việc quản lý đầu ra. Bạn có đang cảm thấy lúng túng trong việc kiểm soát túi tiền của mình? Nếu vậy, quy tắc 50/30/20 sẽ là chìa khóa cho bạn. Có 3 lời khuyên vàng từ những doanh nhân thành đạt về những việc họ thường làm trong tuần đầu tiên của năm mới để gia tăng lợi nhuận cao nhất trong 365 ngày kế tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Phần 1. 8 bí quyết vàng để lập kế hoạch tài chính dài hạn cho năm mới. Quý vị thân mến, dưới đây là những mẹo hiệu quả giúp bạn lên kế hoạch tài chính dài hạn cho cuộc đời mình. Các mục cần có trong bảng kế hoạch tài chính cá nhân bao gồm: mục tiêu, khoản thu chi theo ngày, tháng, quý và năm, khoản tiết kiệm, đầu tư, thời gian hoàn thành mục tiêu. 1. Viết ra mục tiêu một cách rõ ràng theo thứ tự ưu tiên. Trong năm vừa qua, tình hình kinh tế nhiều biến động hẳn đã khiến nhiều người thay đổi và nâng cao quyết tâm hình thành thói quen mới trong việc lập kế hoạch chi tiêu. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hiện, người ta luôn biết mình cần phải lên kế hoạch cụ thể. Song, có một sai lầm mà nhiều người khi lập kế hoạch thường mắc phải, đó là lập mục tiêu thiếu sự rõ ràng và không khả thi. Đôi khi bạn chìm đắm vào những ý tưởng, dự định rất hay nhưng lại quên mất đi tính thực tế, kết quả là kế hoạch thất bại. Thay vì đặt mục tiêu quá to lớn dễ khiến chúng ta chán nản và chùn bước, việc chia nhỏ mục tiêu và từ từ chinh phục sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi đã chia nhỏ mục tiêu, bạn nên phân nhỏ chúng vào mỗi danh sách những việc cần làm cụ thể, để các đầu việc trở nên chi tiết và dễ thực hiện hơn. 2. Luôn xem lại kế hoạch mỗi ngày. Kiểm tra và theo dõi sát sao kế hoạch cũng như các công việc cần làm mỗi ngày để thực hiện mục tiêu chính là việc tiếp theo. Nhiều người thường cảm thấy ngần ngại và lười biếng mỗi khi nghĩ đến việc phải thực hiện nó mỗi ngày. Song, hãy nhớ rằng, thường xuyên xem lại kế hoạch để chỉnh sửa kịp thời sẽ giúp mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của bạn, từ đó giúp bạn sớm hoàn thành mục tiêu tài chính mà không quá vất vả. 3. Học cách tiết kiệm. Dù bạn có lập kế hoạch kỹ càng hay theo dõi mọi thứ sát sao như thế nào mà không thể tiết kiệm, thì hãy cứ yên tâm là mọi chuyện vẫn sẽ tiến triển theo chiều hướng tiêu cực như thế. Một vài giải pháp đơn giản mà bạn có thể áp dụng chính là: hãy cắt giảm bớt các thứ tiêu khiển tốn kém nhiều như truyền hình cáp hay truyền hình vệ tinh. Thay vào đó là tìm kiếm các dịch vụ miễn phí hoặc giá rẻ, chẳng hạn như xem phim truyền hình với laptop mạng Internet. Đồng thời tận dụng tối đa các phiếu giảm giá trong các dịp mua sắm. Học cách thắt chặt chi tiêu hơn, chỉ dành tiền mua những thứ xứng đáng và có giá trị lâu dài, sẽ giúp bạn tạo được nền móng vững chắc khi xây kế hoạch cho chính cuộc đời của mình. 4. Cân nhắc tới việc trả hết các khoản nợ. Gần như ai cũng sẽ có các khoản nợ to nhỏ của mình. Vậy nên, trước khi bắt tay vào việc tích lũy, cách tốt nhất là bạn nên giải quyết triệt để các khoản nợ. Nếu không, ít nhất hãy cố gắng thanh toán hết các khoản nợ có lãi suất cao để tránh tạo thêm gánh nặng trong tương lai, cản trở quyết tâm tích lũy. 5. Nhìn nhận và đánh giá lại từ chính sai lầm trong chi tiêu của mình. Năm cũ qua đi, năm mới bắt đầu chính là thời điểm lý tưởng để chúng ta ngồi lại và nhìn nhận các vấn đề của bản thân. Nhiều người thường cho rằng
những gì đã qua, hãy để cho nó qua đi. Song, trong việc lập kế hoạch tài chính, nếu như bạn không biết mình đã mắc sai lầm ở đâu, bạn mãi mãi không bao giờ rút ra được bài học cho chính mình để không phạm phải, gây hao hụt ngân sách, khiến bạn khó lòng chạm tới mục tiêu. 6. Tìm cách tăng thu nhập. Bạn có thể tăng thu nhập bằng cách làm thêm một công việc mới, cũng có thể tự mình đầu tư và khởi nghiệp. Tuy vậy, nếu không chắc về kinh doanh, lời khuyên cho bạn trong năm 2023 là hãy chọn cách tăng thu nhập an toàn, mà điển hình ở đây có thể là tìm thêm một công việc mới. 7. Chuẩn bị sẵn quỹ khẩn cấp. Kể từ khi đại dịch xuất hiện và có những tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế, chắc hẳn trong số chúng ta đều đã có ý thức hơn về việc cần có trách nhiệm với các khoản tiền của mình. Tốt hơn hết là bạn hãy chuẩn bị sẵn cho mình quỹ khẩn cấp với số tiền tối thiểu 6 tháng lương trước khi bắt tay vào thực hiện những kế hoạch khác liên quan đến tài chính. Khi đã có một kế hoạch tài chính hiệu quả và quỹ dự phòng ổn định, bạn sẽ không còn quá áp lực về tiền bạc, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung làm việc và hưởng thụ cuộc sống. 8. Luôn có kế hoạch dự phòng, linh hoạt thay đổi để thích ứng. Một điều quan trọng không thể bỏ qua khi lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn đó là dự phòng tài chính. Khi sức khỏe tài chính ổn định, đó mới là lúc bạn có thể yên tâm trước các biến động cuộc sống và tự tin thực hiện tiếp những kế hoạch còn dang dở của mình. Đồng thời, hãy lưu ý rằng việc thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra là điều tốt. Song, bạn cũng đừng nên quá cứng nhắc trong quá trình thực hiện, bởi vì trong cuộc sống sẽ có rất nhiều sự thay đổi và kế hoạch của bạn ở thời điểm lập ngân sách không còn phù hợp nữa. Đó cũng là lý do vì sao bạn cần theo dõi sát sao kế hoạch của mình hàng ngày nếu muốn chạm tay vào mục tiêu tài chính đã đề ra. Nhìn chung, bạn càng thiết lập ngân sách một cách hợp lý, cụ thể và rõ ràng bao nhiêu thì việc tự do tài chính trong tương lai càng dễ đạt được bấy nhiêu. Phần 2. 11 chiến lược người giàu thường sử dụng để làm cho tiền đẻ ra tiền. Quý vị thân mến, phần lớn mọi người tập trung vào việc tìm kiếm các phiếu mua hàng giảm giá và sống một cách nghèo khổ để có thể tiết kiệm tiền đến mức bỏ lỡ những cơ hội lớn. Trong khi đó, người giàu biết tiết kiệm là quan trọng nhưng kiếm ra tiền mới là yếu tố quyết định sự giàu có. Theo Business Insider, dưới đây là 11 chiến lược mà người giàu, nhất là các triệu phú tự thân, thường sử dụng để làm cho tiền đẻ ra tiền và gia tăng thu nhập. 1. Đa dạng hóa các nguồn thu nhập. Trong cuốn sách 5 năm nghiên cứu về người giàu, tác giả Thomas Coley nhận thấy nhiều người trong số các triệu phú tự thân luôn có nhiều hơn một nguồn thu nhập. 65% triệu phú có 3 nguồn thu nhập, 45% có 4 nguồn thu nhập và 29% có nhiều hơn 5 nguồn thu nhập. Các nguồn thu nhập bổ sung này bao gồm tiền cho thuê bất động sản, đầu tư vào thị trường chứng khoán và cổ phần sở hữu tại các doanh nghiệp khác. 3 nguồn thu nhập là con số lý tưởng để bạn có thể trở thành triệu phú. Tuy nhiên, theo tôi, bạn càng tạo ra được nhiều nguồn thu nhập bao nhiêu thì tài chính của bạn càng vững chắc bấy nhiêu, Coley viết. 2. Bắt tiền làm việc cho bạn. Lý do duy nhất để tiết kiệm tiền là mang chúng đi đầu tư. Hãy đổ tiền tiết kiệm của bạn vào những tài khoản an toàn và không bao giờ động vào những tài khoản này cho bất kỳ việc gì, kể cả trường hợp khẩn cấp. Grant Cardone, triệu phú tự thân từng lâm vào cảnh nợ nần ở tuổi 21 cho biết, mặc dù luôn có một mức độ rủi ro nhất định, song đầu tư vẫn là một trong những kênh kiếm tiền hiệu quả nhất. Theo tác giả của cuốn sách bán chạy, tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu. Theo Amit Sethi, bình quân các triệu phú đầu tư 20% thu nhập của họ mỗi năm. Sự giàu có của các triệu phú không đo bằng khoản tiền họ kiếm được mỗi năm, mà bằng số tiền họ tiết kiệm được và đầu tư theo thời gian. 3. Đừng lo lắng về vốn. Những người giàu luôn tập trung vào việc tìm ra ý tưởng, họ không sợ phải kêu gọi vốn đầu tư từ ví tiền của người khác. Họ biết rằng tiền luôn có sẵn và họ luôn tìm kiếm những khoản đầu tư lớn bởi họ biết rằng người thông minh sẽ làm cho khoản đầu tư sinh lời cao. Triệu phú tự thân Steve Sebo chia sẻ. Do vậy,
bạn không cần phải có tiền để tạo ra tiền. Trên thực tế, bạn cần có những ý tưởng tuyệt vời để giải quyết vấn đề kiếm tiền của bạn. Ý tưởng mới chính là nguồn thu nhập, chứ không phải tiền là nguồn thu nhập như cách mà hầu hết mọi người vẫn nghĩ. 4. Theo đuổi thành công thay vì tiền bạc. Hầu hết chúng ta đều cho rằng người giàu bị ám ảnh bởi tiền bạc. Tuy nhiên, thực tế là họ bị ám ảnh bởi thành công chứ không phải tiền bạc. Tiền chỉ là thước đo để người giàu biết được họ có đạt được mục tiêu của mình hay không. Bên cạnh đó, người giàu luôn coi kinh doanh và cuộc sống như một trò chơi, và trong cuộc chơi này, họ phải là người chiến thắng. Hãy nghĩ xem bạn thực sự muốn gì và bạn có thể làm gì để đạt được điều mình muốn. Khi đó tiền bạc sẽ tự tìm đến với bạn. 5. Không trông đợi vào mức lương ổn định. Người giàu thường tự làm chủ và tự quyết mức lương hàng tháng cho mình. Trong khi đó, phần lớn người bình thường muốn đảm bảo cuộc sống bằng việc làm ổn định và mức lương khiêm tốn. Cách làm giàu duy nhất của họ là phấn đấu để được tăng lương hàng năm. Người giàu biết rằng, trông chờ vào mức lương ổn định là con đường chậm nhất dẫn đến sự giàu có. Vì thế, họ thường bắt đầu công việc kinh doanh và tạo dựng tài sản cho mình. 6. Thiết lập mục tiêu và cụ thể hóa chúng. Nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn, bạn phải có mục tiêu rõ ràng và những kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Tiền sẽ không tự xuất hiện, bạn phải làm việc để tạo ra chúng. Người giàu cam kết có được sự giàu có. Việc này cần sự tập trung, lòng can đảm, kiến thức và nỗ lực không ngừng. Lý do số 1 khiến hầu hết mọi người không có được cái mà họ muốn là vì họ không biết mình muốn gì. Trong khi đó, người giàu luôn biết rõ họ muốn sự giàu có. 7. Viết vấn đề và liệt kê giải pháp ra giấy. Cách này sẽ giúp bạn chuyển từ suy nghĩ lo lắng sang suy nghĩ giải pháp. T. Harv Eker, triệu phú tự thân, chia sẻ: cách nhanh nhất để kiếm tiền là bạn phải giải quyết được những vấn đề mà mình đang gặp phải. Vấn đề càng lớn bao nhiêu thì số tiền bạn kiếm được càng nhiều bấy nhiêu. Việc viết vấn đề ra giấy sẽ giúp bạn chuyển từ tư duy lo lắng sang tư duy giải quyết vấn đề. 8. Kết giao với những người giàu khác. Andrew Carnegie, từ một kẻ tay không trở thành người giàu nhất nước Mỹ, đúc kết toàn bộ quá trình làm giàu của ông với một nguyên tắc: tìm kiếm những trí tuệ bậc thầy. Điều này có nghĩa là bạn hãy kết giao với những người tài năng có chung tầm nhìn với bạn, vì nhiều bộ óc sáng tạo và thông thái luôn có sức mạnh hơn một người. Hơn nữa, chúng ta thường có xu hướng giống những người mà ta kết giao. Đó là lý do tại sao người giàu thường kết giao với những người giàu khác. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng tài sản của bạn phản ánh mức độ giàu có của những người mà bạn quen biết. 9. Đầu tư cho bản thân trước. Ở một góc độ nào đó, người giàu bị coi ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng nếu bạn không tự lo được cho bản thân mình, bạn cũng chẳng thể giúp đỡ người khác. Bạn không thể cho đi cái mà bạn không có. Triết lý của người giàu là phải trở nên giàu có được cái bạn muốn và giúp đỡ người khác theo cách của họ. Mọi triệu phú tự thân sẽ nói với bạn rằng, vào thời kỳ đầu của quá trình tạo dựng sự giàu có, bạn phải tập trung cho bản thân và doanh nghiệp của bạn để thành công hơn những người khác. 10. Thay đổi suy nghĩ về tiền bạc. Việc bạn có trở nên giàu có hay không bắt đầu từ cách bạn suy nghĩ về tiền bạc. Trong khi hầu hết người bình thường cho rằng làm giàu là thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, thì người giàu lại tin rằng làm giàu là một việc hoàn toàn nằm trong tay họ. 11. Theo đuổi đam mê và tiền bạc sẽ theo đuổi bạn. Người bình thường cho rằng người giàu quá đam mê công việc, nhưng một trong những chiến lược thông minh nhất của người giàu là làm những gì họ yêu thích và tìm ra cách để kiếm tiền từ đó. Khi bạn làm những gì mình yêu thích, bạn sẽ dễ dàng chạm đến thành công hơn. Vì thế, hãy tìm ra công việc mà bạn có khả năng hoàn thành tốt nhất và dành toàn bộ sức lực của bạn cho công việc này. Khi bạn trở thành một người giỏi nhất trong lĩnh vực đó, bạn sẽ có được sự giàu có. Phần 3. 9 bí kíp tiền bạc luôn đúng tại mọi thời điểm trong cuộc đời, dẫu đang dư giả hay túng thiếu. Chuẩn bị trước không bao giờ là thừa. Quý vị thân mến, trong cuộc sống,
sẽ có lúc chúng ta mắc phải những sai lầm không đáng có về tiền bạc. Đó có thể là phung phí tiền cho những khoản không cần thiết, hoặc bỏ bê việc tích lũy hàng tháng. Ngay cả những người sành sỏi nhất, đôi khi cũng không tránh khỏi việc hồ đồ nhất thời. Để giúp mọi người tránh xa những cạm bẫy tiền bạc, các chuyên gia tài chính đã chỉ ra 12 thói quen nên làm để duy trì tài chính ổn định, phù hợp với mọi giai đoạn trong cuộc sống. Thói quen số 1: bắt đầu bằng việc tiết kiệm. Điều đầu tiên chúng ta muốn làm mỗi khi nhận lương vào cuối tháng là mua sắm thỏa thích, tậu ngay những món đồ hay ho đang trong tầm ngắm. Tuy nhiên, lý trí sẽ mách bảo bạn làm điều ngược lại, trích một phần tiền lương vào tài khoản tiết kiệm. Khoản tiền này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính trong trường hợp chúng ta gặp chuyện không may như ốm đau, dịch bệnh, thất nghiệp. Ngoài ra, nếu mở tài khoản ở đúng ngân hàng hay đúng chương trình ưu đãi, bạn có thể hưởng những lợi ích không ngờ, giúp khoản tiền của mình sinh sôi thêm nhiều hơn. Thói quen số 2: tránh bị lạm phát lối sống. Thu nhập càng cao thì chúng ta càng nên tiết kiệm nhiều. Nếu bạn được tăng lương, khoản tiền tiết kiệm mỗi tháng cũng cần phải tăng theo để đảm bảo bạn tích lũy được nhiều nhất có thể. Hãy tiết kiệm 1/3 khoản tiền lương được tăng để tránh rơi vào tình trạng lạm phát lối sống. Ted Jenkins, một chuyên gia tài chính cá nhân cho biết, lạm phát lối sống xảy ra khi thu nhập của một cá nhân tăng lên khiến cho mức sống của họ được cải thiện, và những thứ trước đây bị coi là xa xỉ nay lại trở thành nhu cầu thiết yếu. Nếu tiết kiệm từ sớm, bạn sẽ có thêm tiền để đầu tư và trả các khoản nợ còn tồn đọng, thay vì bỏ ra cho những món đồ phù phiếm mà bạn sẽ chán ngán trong vòng vài năm nữa. Thói quen số 3: không mua những thứ không cần thiết. Khi mới nhận được khoản tiền lương đầu tiên trong đời, hoặc được tăng lương lần đầu, bạn sẽ dễ bị cám dỗ bởi những món đồ không cần thiết. Việc bỏ tiền cho chúng là một sai lầm to lớn. Đừng chi quá nhiều cho quần áo. Michelle Schroeder Gartner, chủ blog tài chính cá nhân Making Sense of Sense, khuyên nhủ: tôi đã bắt đầu làm việc full time từ năm 14 tuổi, nhưng chỉ mới thực sự bắt đầu tiết kiệm khoảng 10 năm sau đó. Thói quen số 4: không mua đồ để gây ấn tượng với người khác. Theo John Rampton, founder kiêm CEO của Calendar, dùng tiền để thỏa mãn những nhu cầu tức thời sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch trong tương lai của bạn. Đừng lãng phí thời gian cho xe hơi hay thiết bị đắt tiền, ông nói. Bạn nên tiết kiệm cho tương lai lâu dài, để đầu tư sinh lời, thay vì phí phạm những đồng tiền mình vất vả kiếm được. Thói quen số 5: đầu tư cho tuổi già. Phần lớn chúng ta đều quá bận rộn tận hưởng cuộc sống hiện tại mà quên lo nghĩ cho tuổi già sau này. Ngoài đồng lương hưu ít ỏi, bạn sẽ cần thêm một khoản tiền dắt túi để đảm bảo một tương lai thoải mái sau khi về hưu. Tuổi 20 không phải là thời điểm quá sớm để bắt đầu tiết kiệm. Bởi lẽ, bạn làm càng sớm thì càng tích lũy được nhiều tiền. Dù chúng ta đang ở độ tuổi nào, việc tiết kiệm cho tuổi già cũng đều rất quan trọng. Thói quen số 6: đầu tư vào bản thân. Không chỉ đầu tư vào các loại tài sản có giá trị, bạn cũng nên đầu tư vào bản thân bằng cách học hỏi thêm về tài chính cá nhân để lựa chọn hình thức quản lý tiền bạc phù hợp với mình. Tài chính cá nhân không phải là một lĩnh vực có thể học trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp phải nhiều rủi ro trên con đường tiết kiệm và kiếm tiền nếu thiếu kiến thức. Càng dành nhiều thời gian để tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tài chính, bạn càng sớm lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho chính mình. Thói quen số 7: lắng nghe bản thân, hành động mà không sợ hãi. Để quản lý tài chính tốt, bạn cần phải đặt sẵn mục tiêu. Như vậy, bạn sẽ biết cần phải làm những gì để đạt được điều mình muốn. Chỉ khi xác định con đường rõ ràng, bạn mới có động lực để theo đuổi và hoàn thành mục tiêu đến cùng. Ngoài ra, đừng để nỗi sợ hãi khiến bạn chùn bước. Lo lắng chẳng khác nào đang cầu xin thứ mình không muốn. Vì thế, hãy ngừng lo lắng về tiền bạc và tập trung vào mục tiêu trước mặt. Jen Sincero, nhà khai vấn kiêm tác giả sách bán chạy của New York Times, khuyên nhủ. Thói quen số 8: ghi nhớ.
tiền không phải là mục đích duy nhất của cuộc sống. Chúng ta đều cần tiền để thanh toán các chi phí và nhu cầu khác trong cuộc sống, nhưng tiền không phải là tất cả. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là bạn không được hỏi xin thứ mình xứng đáng. Hãy học cách xin tiền và đàm phán càng sớm càng tốt, chuyên gia về tiền bạc Brittany Castro nói. Tuy nhiên, đừng cố gắng theo đuổi tiền bạc đến cùng, vì đó không phải là mục đích duy nhất của cuộc sống. Bạn cứ thoải mái tận hưởng những đồng tiền mình làm ra, cố kiếm nhiều nhất có thể. Thế nhưng, hãy nhớ rằng tiền chỉ là công cụ hỗ trợ bạn, không phải là thứ quyết định bạn là ai trong thế giới này. Thói quen số 9. Đừng đánh mất bản thân vì đồng tiền. Dominic Broadway, chuyên gia tài chính cá nhân kiêm founder của Finance Demystified, cũng đồng tình rằng tiền bạc không phải là thứ định nghĩa thành công của con người. Đừng nghĩ tiền bạc làm nên thành công, cô nói, tiền có thể đến rồi đi. Vì thế, hãy tập trung vào việc tiết kiệm và kiếm tiền, đừng mãi đánh bóng bản thân để đua đòi với những người khác. Phần 4. Kế hoạch quản lý tài chính thông minh giúp bạn phát tài trong năm mới. Tiền vào như nước không quan trọng bằng việc quản lý đầu ra. Quý vị thân mến, bạn có đang cảm thấy lúng túng trong việc kiểm soát túi tiền của mình? Nếu vậy, quy tắc 50/30/20 sẽ là chìa khóa cho bạn. Tài chính của bất cứ ai cũng xoay quanh ba nguồn chi tiêu cơ bản: những thứ thiết yếu, nhu cầu giải trí, cái ta muốn có và đầu tư, tiết kiệm. Những chi tiêu thiết yếu là những phí tổn không thể bỏ qua trong một mức sống nhất định, ví dụ như tiền thuê nhà, tiền điện nước, học phí, tiền bảo hiểm. Nhu cầu xa xỉ gồm những phí tổn như ăn ở ngoài, mua những đồ dùng mới. Câu hỏi cần đặt ra là nên chia những nguồn chi tiêu này theo tỷ lệ thế nào? Và nguyên tắc 50/30/20 ra đời giúp định hướng cách sử dụng tài chính của chúng ta. Senator Elizabeth Warren đã phổ biến về nguyên tắc này trong cuốn sách quản lý tài chính của bà, nguyên tắc 50/30/20. Quy tắc ngón tay cái 50/30/20 chỉ rõ 50% dành cho những cái cần, 30% dành cho những cái muốn và 20% còn lại để tiết kiệm. Theo nguyên tắc ngón tay cái 50/30/20, 50% thu nhập sau thuế dành cho các khoản thiết yếu. Để bắt đầu, hãy dành ra không quá một nửa thu nhập của bạn cho những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Có vẻ 50% là một tỷ lệ cao, nhưng một khi xem xét những danh mục thuộc các chi phí cần thiết, bạn mới thấy con số đó có ý nghĩa. 30% thu nhập sau thuế cho những nhu cầu giải trí, xa xỉ, những thứ muốn có. Những chi phí phục vụ cuộc sống cá nhân bao gồm tiền điện thoại, thực phẩm giải trí, du lịch, mua sắm. Cũng giống như danh mục chi phí thiết yếu, 30% là tỷ lệ tối đa bạn nên dành cho cuộc sống cá nhân. Chi phí thuộc danh mục này càng ít, tương lai tài chính càng được đảm bảo khi bạn về hưu. 20% thu nhập sau thuế để tiết kiệm và đầu tư dài hạn. Danh mục này chỉ nên được bổ sung khi danh mục chi phí thiết yếu đã được xét đến và trước khi bạn kịp nghĩ đến bất cứ điều gì thuộc danh mục chi tiêu cá nhân. Nhìn có vẻ dễ, tuy nhiên đây gần như là thử thách với tất cả mọi người. Làm sao để biết đâu là cái ta cần và cái ta muốn? Không có một định nghĩa cụ thể nào về những thứ thiết yếu. Phụ thuộc vào mức thu nhập và môi trường sống mà thứ thiết yếu với người này có thể là điều xa xỉ với người khác. Một số cách để phân biệt thứ bạn cần và thứ bạn muốn. Thứ nhất, hãy vui vẻ với những gì bản thân đang có. Nếu đang xem video này, bạn chắc chắn có đường truyền kết nối Internet ổn định, thiết bị điện tử và chỗ ngồi khá thoải mái. Bạn đã có cuộc sống tốt hơn so với nhiều người khác. Vì vậy, khi cảm thấy bản thân không bằng người nọ người kia vì không có những thứ họ sở hữu, đừng quá tiêu cực và chán nản. Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa với bạn không được hưởng thụ cuộc sống. Hãy vui chơi trong số tiền bản thân có. Sức mạnh của việc tiết kiệm là bạn vẫn có thể sống tốt với số tiền trong tầm kiểm soát. Hãy nhớ, tiền bạc không phải thứ quyết định thái độ sống. Thứ hai, đừng biến cái cần thành cái muốn. Một trong những vấn đề khiến ta nhầm lẫn giữa hai điều này là thi thoảng,
cái ta cần làm phát sinh chi phí không cần thiết. Ví dụ như nước là thứ thiết yếu phải có, nhưng để uống nước thì phải trang bị bình nước cá nhân, ống hút. Hay quần áo cũng là những thứ nhất định phải có, nhưng giá tiền thì đa dạng. Bạn có thể bỏ ra cả đống tiền để mua chúng chỉ vì cái mác hàng hiệu. Thứ ba, suy nghĩ cẩn thận trước khi mua. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi như: tôi có nhất định phải mua thứ này không? Tôi có thể sống mà không có nó chứ? Tôi đã từng mua món đồ nào tương tự chưa? Bằng cách tự hỏi như vậy, bạn sẽ bớt thời gian và tiền bạc vào những thứ không cần thiết. Thứ tư, dành thời gian suy nghĩ. Nếu vẫn chưa chắc về quyết định của mình, hãy dành ra ít nhất 24 giờ để suy nghĩ, hay thậm chí là một tuần với những thứ có giá trị lớn. Thứ năm, kiểm tra và cắt giảm các khoản đang chi tiêu. Có một sự thật là phần lớn những khoản chi tiêu của bạn đều là vì muốn. Hãy liệt kê các khoản đó ra và lựa chọn xem nên cắt giảm mục nào bằng cách tự đặt các câu hỏi như trên. Những chi phí để giải trí, phục vụ cuộc sống như mua sắm, ăn uống, du lịch, nếu có thể loại bỏ thì hãy cố gắng giảm thiểu tối đa. Những phí tổn hạng mục này càng ít thì càng đảm bảo cho tương lai ổn định của bạn. Dành tiền cho những nhu cầu giải trí, xa xỉ là điều bình thường, như một phần thưởng cho bản thân sau thời gian dài cố gắng. Tuy nhiên, sẽ ổn hơn nếu chi tiêu trong tầm kiểm soát và có kế hoạch dài hạn. Bạn không phải căng não suy nghĩ khi lỡ vung tay quá chán và sống tần tiện qua ngày. Phần 5. 8 cấp độ của tự do tài chính. Bạn đang ở mức nào? Quý vị thân mến, một triệu phú có thể có mức độ hạnh phúc ngang bằng hoặc thậm chí thấp hơn một người quản lý cửa hàng. Vậy có mối liên hệ nào giữa tiền bạc và hạnh phúc hay không? Tuần báo Nature Human Behavior từng thực hiện một cuộc nghiên cứu với hơn 1,7 triệu người tại 164 quốc gia tham gia. Kết quả cho thấy, mức độ hạnh phúc của con người thường tỷ lệ với số tiền người đó kiếm được, qua đó đưa ra kết luận rằng con người sẽ hạnh phúc nhất khi kiếm được từ 60.000 đến 75.000 đô la một năm. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người có nhiều tiền để có thể đáp ứng những nhu cầu cá nhân, mong muốn tự do làm công việc yêu thích mà không quá quan tâm đến thu nhập trở thành nhu cầu của không ít người trong xã hội. Khái niệm tự do tài chính cũng từ đó được nhiều người theo đuổi. Vậy có bao nhiêu tiền thì bạn có thể tự do tài chính? Tự do tài chính là trạng thái mà con người có đủ tiền để trang trải cuộc sống, hay đưa ra những quyết định và lựa chọn, mà không phải đắn đo đến tác động về mặt tài chính. Tự do tài chính không phụ thuộc vào thời gian, độ tuổi hay trí thông minh của bạn. Tự do tài chính phụ thuộc vào năng lực làm chủ và kiểm soát sức khỏe tài chính của bạn. Theo một cách hiểu khác, tự do tài chính là trạng thái khi bạn thoát khỏi nỗi lo lắng về tiền bạc. Hình dung thế này, khi bạn có số tiền gấp 25 lần chi phí sinh hoạt hàng năm tối thiểu của mình, cách tính này tương tự cho hộ gia đình, thì bạn được coi là người có tự do tài chính. Ví dụ, bạn cần chi tiêu 20 triệu mỗi tháng, thì một năm bạn cần 240 triệu. Vậy bạn cần ít nhất 6 tỷ để cơ bản đạt được tự do tài chính. Con số 25 lần thu nhập bắt nguồn từ quy luật 4% trong một nghiên cứu năm 1998 của ba giáo sư Đại học Trinity, Texas. Trong đó, các giáo sư phân tích danh mục đầu tư của nhiều người trong khoảng thời gian 1926 đến 1995. Kết quả cho thấy, với đại đa số các trường hợp, nếu mỗi năm rút 4% số tiền ban đầu thì đủ hoặc dư để sống thêm 30 năm. Nghiên cứu chỉ ra rằng trong thời gian từ năm 1926 đến năm 1995, trung bình lợi nhuận từ cổ phiếu và trái phiếu ở Mỹ đạt con số 10%. Trừ đi lạm phát trung bình khoảng 3% năm thì 4% là số tiền an toàn có thể rút ra mà vẫn đảm bảo số tiền gốc. Trên thực tế, con đường dẫn đến tự do tài chính không hề dễ dàng. Mỗi người có một cuộc đời khác nhau, ở mỗi giai đoạn khác nhau, con đường đến tự do tài chính vì thế cũng khác nhau. Các cấp độ của tự do tài chính bạn đang ở đâu? Cấp độ 1, có tài khoản dự phòng. Khi bạn đủ tiền để chi trả cho những trường hợp khẩn cấp trong ít nhất 3 đến 6 tháng,
tiền lương được nhận hàng tháng sẽ không còn là vấn đề không thể chậm trễ nữa. Một bất ngờ là ngay cả những người giàu có hay tầng lớp trung lưu vẫn phải sống trông chờ vào khoản thu nhập hàng tháng. Cấp độ 2, đủ tiền cho những kỳ nghỉ. Đôi khi bạn muốn có một kỳ nghỉ bất ngờ cùng người thân. Cấp độ 2 của tự do tài chính cho phép bạn có thể tạm thời rời khỏi công việc trong thời gian ngắn và vẫn có đủ chi phí cho những chuyến du lịch. Tất nhiên chi phí này nằm ngoài khoản tiết kiệm dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Cấp độ 3, hạnh phúc với tiền bạc. Bạn đạt đến cấp độ này khi đã thoải mái với các khoản chi tiêu cho nhu cầu hàng tháng, sau khi đã bỏ ra khoản tiền cần thiết để tiết kiệm. Cấp độ 4, tự do trong lựa chọn. Đó là khi bạn có đủ tiềm lực về tài chính để rời bỏ công việc làm công. Bạn có thể dành thời gian cho sở thích mà không cần suy nghĩ đến mức lương. Đây cũng là cấp độ mà nhiều người mong muốn. Khi có thể tự do theo đuổi đam mê hoặc chăm sóc gia đình mà không phải đắn đo nhiều về thu nhập. Cấp độ 5, sẵn sàng để nghỉ hưu. Bạn có khoản tiền tiết kiệm đủ nhiều để trích ra một con số cố định hàng tháng đến hết đời. Tuy nhiên số tiền này đủ để chi trả cho những nhu cầu cơ bản và bạn phải cắt giảm một số nhu cầu và chi tiêu vô cùng kỷ luật. Nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới đang hướng đến cấp độ này trong phong trào độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm. Nguyên tắc của phong trào này là tiết kiệm tối đa 50-75% thu nhập của bạn để tích lũy tài sản, từ đó tạo ra các nguồn thu nhập thụ động để chi trả cho các chi phí hưu trí. Cấp độ 6, sẵn sàng cho một kỳ nghỉ hưu tốt. Là khi bạn có đủ tiền hoặc dòng thu nhập thụ động cố định dư giả so với phí sinh hoạt hàng tháng mà bạn cần. Cấp độ 7, đủ đầy cho cuộc sống trong mơ. Đó là khi khoản tiền thụ động đủ để bạn đi du lịch nước ngoài và tận hưởng cuộc sống với bạn bè. Cấp độ 8, có nhiều hơn số tiền mà bạn có thể chi tiêu. Đó là khi của cải sẽ sống lâu hơn chính bạn. Bạn không thể tiêu hết số tiền mình có trong suốt cuộc đời. Phần 6, năm mới, con người mới, có 7 điều cần làm ngay để bắt đầu một năm mới thuận lợi và thành công hơn. Quý vị thân mến, bạn có biết rằng 80% các quyết tâm của năm mới đều thất bại? Nghe thì thật hụt hẫng, nhưng thực tế đúng là rất nhiều người đều đã thất bại trong việc theo đuổi kế hoạch đã đề ra cho năm mới của mình. Đó là cảm giác háo hức, phấn khích và sẵn sàng thay đổi để rồi quay trở lại với khuôn mẫu và cuộc sống cũ chỉ sau vài tuần. Vậy làm thế nào để chấm dứt tình trạng ấy? Đây là những điều mà bạn nên bắt đầu trước khi thực hiện bất kỳ kế hoạch nào. Thứ nhất, bắt đầu sống trong hiện tại. Thông thường, chúng ta hay sống trong quá khứ hoặc tương lai. Chúng ta bị cuốn vào những gì đã xảy ra, hoặc những gì có thể xảy ra đến nỗi chúng ta quên mất những gì đang xảy ra. Hãy bắt đầu sống nơi cuộc sống thực sự diễn ra, ở đây và ngay bây giờ. Thứ hai, bắt đầu phớt lờ những gì người khác đang làm. Thật dễ dàng để rơi vào cái bẫy so sánh, nhìn người khác và phán xét, đổ lỗi hoặc cảm thấy tiếc cho chính mình. Nhưng chúng ta không thể trồng cỏ bằng cách chỉ nhìn và ngưỡng mộ khu vườn của hàng xóm. Đừng so sánh hậu trường của bạn với khoảnh khắc tuyệt vời nhất của ai đó. Thay vào đó, hãy chọn tôn vinh cuộc sống của bạn bằng cách tạo ra, đầu tư và chăm sóc nó. Đơn giản, hãy để mắt đến làn đường của bạn. Thứ ba, bắt đầu hỏi những câu hỏi giá trị hơn. Những câu hỏi như, có vấn đề xấu gì đó sẽ xảy ra trong kế hoạch này? Hoặc nếu tôi làm hỏng việc thì sao? Không thể đưa ra câu trả lời tích cực. Tâm trí của bạn sẽ tìm kiếm bất kỳ câu trả lời nào bạn muốn. Vì vậy hãy bắt đầu hỏi một cách khôn ngoan. Như Tony Robbins đã nói, những câu hỏi chất lượng tạo nên một cuộc sống chất lượng. Những người thành công hỏi những câu hỏi hay hơn và kết quả là họ nhận được những câu trả lời hay hơn. Thay vào đó, hãy thử đặt những câu hỏi như, làm thế nào tôi có thể biến kế hoạch này thành công? Và làm thế nào tôi có thể tìm ra giải pháp tốt nhất cho tình huống này? Thứ tư, bắt đầu dành thời gian cho đúng người. Những người bạn dành nhiều thời gian nhất là người như thế nào? Họ cung cấp cho bạn năng lượng hay rút cạn năng lượng của bạn? Tình bạn và sự kết nối không phải là thứ đứng yên.
chúng luôn chuyển động. Hãy đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân và chọn dành thời gian với những người thật sự phù hợp. Đảm bảo mối quan hệ xung quanh là những người đem lại cho bạn sự tích cực, giúp bạn tiến đến con người mà bạn muốn trở thành, cũng như đạt được mục tiêu của mình. Hãy tạo khoảng trống cho những người thật sự phù hợp bước vào cuộc sống của bạn. Thứ năm, bắt đầu thực sự trung thực với chính mình. Cách duy nhất để thay đổi điều gì đó, trước tiên là hãy thừa nhận những điều đang xảy ra. Để nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề, nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi của bạn. Điều gì khiến bạn sợ hãi và chùn bước? Hãy thành thật ghi nhận lại tất cả, và sau đó xem xét cách bạn có thể thay đổi chúng hay không. Sự thật sẽ giải phóng bạn, nhưng trước tiên, nó có thể làm bạn đau hoặc khó chịu. Thứ sáu, bắt đầu quan tâm đến những điều thực sự quan trọng. Nếu quan tâm quá nhiều đến những phán xét và chỉ trích, bạn hầu như sẽ khiến bản thân bế tắc và tê liệt, trừ khi bạn tìm thấy những thứ cần quan tâm hơn. Bạn quan tâm quá nhiều đến những gì người khác có thể nghĩ hay sống đúng với chính mình. Đừng làm tê liệt sự tích cực trong bạn. Thay vào đó, hãy quan tâm nhiều hơn đến những điều thực sự quan trọng với bạn. Thứ bảy, bắt đầu tạo dựng cuộc sống mà bạn muốn ngay bây giờ. Thật dễ dàng để trì hoãn, để đánh lừa bản thân khi nghĩ rằng một khi hoàn cảnh của tôi khác đi, tôi sẽ hành động theo ước mơ của mình, hoặc khi tôi đã có một mối quan hệ, tôi sẽ bắt đầu yêu bản thân mình. Nhưng để sống cuộc sống mà bạn mong muốn, bạn phải tạo ra nó ngay bây giờ, không phải lúc nào đó trong tương lai. Điều kiện hoặc thời gian sẽ không bao giờ hoàn hảo. Vì vậy, thay vào đó, hãy tự hỏi, nếu tôi có tất cả tình yêu, tiền bạc, thời gian, sự tự tin và kiến thức mà tôi mong muốn, thì tôi sẽ suy nghĩ, hành động và cảm thấy như thế nào? Hãy bắt tay vào việc trở thành phiên bản đó của chính bạn ngay bây giờ. Phần 7. Ba lời khuyên vàng từ những doanh nhân thành đạt về những việc họ thường làm trong tuần đầu tiên của năm mới để gia tăng lợi nhuận cao nhất trong 365 ngày kế tiếp. Quý vị thân mến, thời điểm nghỉ lễ kết thúc cũng chính là lúc chúng ta phải quay lại với guồng quay công việc. Bất kể là bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào, mới khởi nghiệp hay đang điều hành cả một doanh nghiệp lớn, hãy lắng nghe lời khuyên từ những doanh nhân thành đạt về những việc họ thường làm trong tuần đầu tiên của năm mới để gia tăng lợi nhuận cao nhất trong 365 ngày kế tiếp. 1. Lập kế hoạch 100 ngày. Phong trào này lần đầu tiên được phát động bởi chính cựu Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt, và kể từ năm 1930, việc lập kế hoạch 100 ngày đã trở thành công việc quen thuộc của rất nhiều người thành công trong năm mới. Kế hoạch sẽ bao gồm các mục tiêu ngắn hạn có thể đạt được mà vẫn đi theo một tầm nhìn dài hạn đặt ra trước đó. Các doanh nghiệp nên tự lập ra kế hoạch 100 ngày như là những bản thiết kế tất yếu giúp nâng cao năng suất và gia tăng lợi nhuận cho cả doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, một bản kế hoạch hoàn chỉnh đòi hỏi phải thiết lập đủ 100 nhiệm vụ, trong đó cần chỉ rõ các bước đi và nhân lực cụ thể thực hiện để biến chúng thành hiện thực. Để phục vụ cho kế hoạch cuối cùng và quan trọng nhất, các bước đi ngắn nhưng chắc chắn này là vô cùng cần thiết. Sau khi hoàn thành kế hoạch 100 ngày lần 1 vào khoảng giữa tháng 4, các doanh nghiệp sẽ xem xét và rút ra được một vài bài học để biết mình cần tiếp tục nỗ lực ở đâu và cố gắng như thế nào. 2. Sắp xếp lại nơi làm việc. Dù với mục đích thay đổi phong thủy nơi làm việc hay đơn giản chỉ là muốn không gian gọn gàng giúp cho việc lưu trữ hay tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn, thì việc sắp xếp lại nơi làm việc cũng vô cùng quan trọng. Để thực hiện được việc này, hãy dành riêng một buổi chiều thứ bảy, huy động nhân viên trong công ty tự sắp xếp lại góc làm việc của mình, thuê một đội ngũ dọn dẹp chuyên nghiệp, tiêu hủy bớt những giấy tờ không cần thiết hoặc các vật dụng không còn giá trị. Sao lưu và sắp xếp lại hệ thống thông tin online cũng là điều vô cùng cần thiết. Việc sắp xếp này không chỉ cho phép doanh nghiệp của bạn vận hành hiệu quả hơn mà nó còn giúp văn phòng của bạn trông gọn gàng và chuyên nghiệp hơn. 3. Khích lệ tinh thần cả đội. Bạn có thực sự quan tâm tới đời sống tinh thần của nhân viên trong công ty hay đồng đội trong nhóm không? Công ty vẫn luôn có những nhân viên yếu hơn và họ vẫn thường xuyên gặp vấn đề. Nếu đang bỏ mặc những người đồng hành của mình, thì đây chính là thời điểm để bạn cải thiện chúng.
hãy động viên, khích lệ tinh thần của mọi người kịp thời, tránh để sự chán nản hay tụt lùi đó khiến sự phát triển của công ty bị ảnh hưởng. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là phần chia sẻ làm mới tư duy bằng 11 điều này để bắt đầu một năm mới thành công và nhiệt huyết hơn. Một năm mới bắt đầu, nhìn lại thời gian đã qua, bạn hãy đếm thử xem mình thu hoạch được bao nhiêu. Nếu chỉ có ngọt ngào hạnh phúc thì xin chúc mừng bạn. Nếu phần hụt hẫng và thất vọng lại nhiều hơn niềm vui thì cũng không sao. Năm mới, chúng ta bắt đầu lại, tiếp tục nỗ lực để thay đổi số phận. Thất bại không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là tư tưởng thất bại thấm sâu vào cách nghĩ và hành động. Ngẫm lại 11 điều dưới đây, bạn sẽ cảm thấy những gì trải qua thật sự quá nhỏ bé, đồng thời tìm về động lực. 1. Tại sao bạn làm việc chăm chỉ? Vì để có thể đi những nơi rất xa, mua món đồ đắt tiền, muốn người bên cạnh mình càng ngày càng ưu tú. Vì để cho cha mẹ tóc bạc ở nhà có cuộc sống đủ đầy hơn, để không bị người khác cười nhạo, và quan trọng nhất là tự hào với bản thân. 2. Trên thế giới này không có cái gì gọi là tự do là khi nằm không chơi bời, lười biếng cả ngày. Tự do chân chính mà ai cũng khao khát có được là nhờ vào sự siêng năng và nỗ lực. Chỉ như thế, cuộc sống mới rộng lớn và từng phút giây trôi qua đều có giá trị. Hãy tin vào định luật 10.000 giờ nỗ lực, đừng tin vận may tự tìm đến hay ngồi yên để cảm hứng tự nảy sinh. Con người phải không ngừng vận động và nỗ lực. Có trải nghiệm mới có kinh nghiệm, có sông pha mới có sáng tạo, có thất bại mới có thành công. 3. Những gì bạn làm có thể tạm thời không nhìn thấy kết quả, nhưng đừng nản lòng hay lo lắng. Bạn không phải là không phát triển, mà là đang dành thời gian để bén rễ sâu vào đất, trưởng thành mới vững chắc và hiên ngang trước giông bão. 4. Chúng ta không thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Cho đi không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với nhận lại. Nhưng làm hết sức mình sẽ không bao giờ sai, ngay cả khi làm không tốt cũng không sao. Chỉ là khi vừa mới bắt đầu thì đừng nói rằng bản thân không thể. Có lẽ bạn đã đi một chặng đường dài, chịu rất nhiều cay đắng, kiên cường thêm một chút nữa cũng chẳng sao, đúng không? 5. Nhiệt huyết là một chuyện không cần nhiều thiên phú hay tài năng. Chỉ cần 100% nhiệt tình làm chuyện mình yêu thích, dần dần sẽ trở thành thiên phú. 6. Không có công việc nào trên thế giới là không khổ cực, cũng không nơi nào mà các mối quan hệ không phức tạp. Bất kể hiện tại bạn đang trải qua chuyện gì, quan trọng nhất là phải điều chỉnh tâm lý để tiếp tục tiến về phía trước và nỗ lực. 7. Luôn có người chê bạn không tốt, cũng luôn có người cho rằng bạn hay ho. Người yêu thương bạn tự nhiên yêu bạn, những người không yêu bạn nói nhiều hơn nữa cũng vô nghĩa. Cho nên, hãy sống cho hiện tại và tin rằng mọi sự tồn tại đều có ý nghĩa riêng. Mỗi người đều đang làm việc mình nên làm, gặp được người nên gặp, chịu đựng được tịch mịch cô đơn mới đủ mạnh mẽ đi xa. 8. Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rằng thứ thực sự có thể chữa lành không bao giờ là thời gian, mà là sự dung dị và cởi mở trong trái tim. Chỉ cần trái tim của bạn không hoảng loạn, thế giới ngoài kia biến động đến mấy cũng không thể lay chuyển bạn. 9. Cuộc sống là của chính mình, sống sao để bản thân vui vẻ và tự hào là được. Bạn sống nhiệt huyết bao nhiêu, đời sẽ trả lại cho bạn bấy nhiêu thành quả. 10. Không cần thiết khi phải lo lắng rằng người khác sở hữu thứ này hay thứ khác trước bạn. Ngay cả khi đang ở trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bạn vẫn có thể nhìn thấy ánh sao, mặt trời mọc và mặt trăng tròn vành vạnh. Bỏ lỡ hoàng hôn thì còn có bầu trời đầy trời sao. 11. Muốn làm được một chuyện, bạn ắt phải trải qua một giai đoạn gọi là khởi động chậm. Ban đầu, bạn không thể nhìn thấy quá nhiều hiệu quả. Điều này không phải vì bạn làm không tốt hoặc hướng đi không đúng, mà vì tích lũy quá ít, bạn cần phải tiếp tục thêm củi để cho ngọn lửa được thổi bừng lên. Nhiều người làm được một nửa chặng đường không thấy hiệu quả, sau đó thất vọng và từ bỏ. Nhưng trên thực tế, kết quả chỉ xuất hiện trong nửa chặng đường còn lại. Chúng ta phải chịu đựng được sự cô đơn của giai đoạn khởi động chậm, vượt qua sự thôi thúc muốn từ bỏ để nếm được quả ngọt thành công.
Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là 11 điều giúp bạn thay đổi bản thân để phù hợp với thời đại, sẵn sàng đương đầu với cuộc sống và nắm chắc thành công trong tay. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nhé. Đổi mới bản thân là một quá trình đòi hỏi sự thay đổi toàn diện trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống này luôn không ngừng thay đổi, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cũng phải thay đổi theo để phù hợp. Đổi mới là rất quan trọng nếu bạn phải đương đầu với cuộc sống, phát triển và hoàn thiện bản thân. Nó có nghĩa là bạn không để tình huống và những hoàn cảnh định nghĩa con người bạn. Thay vào đó, bạn bắt đầu học hỏi và phát triển từ chúng. Đổi mới bản thân là một quá trình đòi hỏi sự thay đổi toàn diện trong cuộc sống của bạn. Nó có thể khó khăn và đòi hỏi rất nhiều hy sinh cũng như nỗ lực. Năm mới sắp sang, đã đến lúc để bạn bắt đầu trở thành một con người mới, để chạm tay tới thành công và hoàn thiện chính mình hơn. 1. Phân tích cuộc sống của bạn. Làm sao để bạn có thể tiến lên nếu bạn không biết mình đến từ đâu? Đổi mới là một hành trình đòi hỏi một bước tiến. Dành một phút để đánh giá cuộc sống của bạn là điều rất quan trọng để tìm ra bạn đang ở đâu và bạn muốn ở đâu trong tương lai. Cuộc sống có xu hướng đặt chúng ta vào những tình huống và hoàn cảnh mà chúng ta không mong muốn. Và phân tích cuộc sống của mình sẽ giúp xác định những vấn đề này. Hãy cho phép bản thân lùi lại một bước và nhìn kỹ lại mọi thứ. Sau đó bạn sẽ có can đảm và phương hướng để tiến về phía trước. Hãy bắt đầu bằng sức khỏe của mình. Hãy bắt đầu xem xét những khoảng trống hay những lĩnh vực mà bạn đang bỏ bê trong cuộc sống và bắt đầu cải thiện chúng. Sau đó, hãy tự suy ngẫm và xem điều gì xuất hiện trong đầu bạn nhanh nhất. Nhận thức về bản thân là điều rất quan trọng. Hãy lắng nghe trực giác của bạn, tập trung vào các giá trị cốt lõi của bản thân. Đây là sự khởi đầu cho cuộc hành trình đổi mới của bạn. 2. Bước ra khỏi vùng an toàn. Bạn có thực sự muốn một sự thay đổi trong cuộc sống vào năm mới không? Nếu câu trả lời là có, bạn sẽ phải rời khỏi vùng an toàn của bản thân. Là loài động vật sống theo thói quen, con người chúng ta thường thấy mình bị mắc kẹt ở một nơi trong một thời gian dài. Đổi mới bản thân yêu cầu bạn phá vỡ những thói quen mới và sử dụng những thứ đã cũ như chất liệu để tạo ra một phiên bản mới của chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải thay đổi quan điểm và sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn trong cuộc sống, cũng như cởi mở để sửa sai và học hỏi. 3. Trở thành người lạc quan. Đây là cách tốt để thay đổi cách bạn tiếp nhận mọi thứ trong cuộc sống. Hãy là một người lạc quan nếu bạn cần sự sáng tạo trở lại. Hãy chọn nhìn thấy những điều tốt đẹp trong mọi tình huống mà cuộc sống ném vào bạn, và bằng cách này bạn sẽ học hỏi và trưởng thành. Bao quanh bạn là năng lượng tích cực sẽ khiến cho bạn có thể biết rõ được con đường mình sẽ đi. Bạn sẽ nhận ra rằng mình đạt được nhiều hơn nếu bạn chọn sống tích cực. Ngừng phàn nàn, bởi hầu hết những lời phàn nàn đều vô ích và chỉ khiến bạn thêm bực bội. Thay vào đó, hãy cố gắng tìm ra điểm sáng trong mọi chuyện. 4. Có một kế hoạch. Hãy bắt đầu năm mới với một kế hoạch. Lập kế hoạch là điều cần thiết để sự thay đổi có thể xảy ra. Đừng chỉ mơ ước, hãy lập một kế hoạch thực tế. Điều đó giúp bạn có thể thiết lập được mục tiêu cho cuộc sống. Nó sẽ hoạt động như một chiếc la bàn để chỉ đường cho bạn mọi lúc. Đó là lựa chọn khi bạn lạc lối và mất phương hướng. Đó cũng là một hướng dẫn để bạn suy ngẫm về nơi mình sẽ đến. Hãy tạo một số mục tiêu mới, tìm một hình mẫu để giúp bạn duy trì động lực, đồng thời tập trung vào việc phát triển và tuân thủ những quy tắc. 5. Học cách thử mọi thứ. Vẻ đẹp của cuộc sống này là sự không chắc chắn của chính nó. Tiếp tục với cuộc sống bằng hy vọng, ước mơ và kỳ vọng là những gì làm cho cuộc sống này trở nên đáng sống. Đổi mới bản thân cũng liên quan đến việc có được những ý tưởng, mong muốn và khát vọng mới cho cuộc sống của bạn. Nó có nghĩa là thử những điều mới và cởi mở với những quan điểm mới. Hãy học cách thử mọi thứ, và kiên trì chính là chìa khóa. Một lần thất bại không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Hãy biến nó thành động lực và một cơ hội để học thêm những điều mới. Hãy thử làm mọi thứ cho đến khi bạn đạt được thành công. 6. Can đảm. Có một câu nói rằng, chúng ta là tài sản quan trọng nhất của chính mình, và đồng thời cũng là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.
Sự nghi ngờ bản thân và nỗi sợ hãi là điều phổ biến trong quá trình đổi mới, và thông thường chúng sẽ làm lu mờ những phán đoán của chúng ta. Và can đảm chính là điều tiên quyết trong quá trình tái tạo và phát triển cá nhân. Can đảm là thứ giúp bạn tiến lên, học cách kiểm soát những cảm xúc tiêu cực và không cho phép chúng định nghĩa bạn. Can đảm là sẵn sàng đối diện khi mọi việc không như ý muốn, học cách can đảm để bám sát kế hoạch và thay đổi cuộc đời. 7. Thay đổi thói quen. Thay đổi thói quen cũng là một cách để bạn thay đổi chính mình. Nếu cuộc sống của bạn đang giống như một vòng lặp, làm việc, về nhà, ngủ, thức dậy và lại làm việc, vậy thì đã đến lúc để bạn phá vỡ vòng lặp, thay đổi thói quen của mình. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, chậm rãi và tăng dần sau một thời gian. Đơn giản chỉ cần bắt đầu bằng cách thức dậy sớm và tập thể dục, đọc sách, chuẩn bị bữa sáng hoặc tắm rửa. Chỉ cần làm bất cứ điều gì thúc đẩy bạn đạt được mục tiêu đã đặt ra. Một cuộc sống mới có nghĩa là đi trên một con đường mới. Đừng quên tạo những thói quen lành mạnh vào ban đêm để bạn có thể kết thúc một ngày thuận lợi và có một đêm ngon giấc. Thay đổi thói quen có thể là một việc khó khăn ban đầu và bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cần. Đổi mới bản thân là một quá trình và bạn sẽ ngạc nhiên trước cách những thay đổi thói quen đơn giản giúp bạn hướng tới mục tiêu nhanh hơn. 8. Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ của bạn. Một bước quan trọng của việc đổi mới bản thân là học cách ưu tiên những nhiệm vụ của bạn. Ưu tiên các nhiệm vụ của bạn là một cách để tránh sự trì hoãn. Đổi mới không phải là chuyện xảy ra trong một sớm một chiều. Đó là một con đường đòi hỏi sự cam kết và kiên trì. Để đạt được thành công, hãy dành một khoảng thời gian chất lượng trong ngày để thực hiện những nhiệm vụ ưu tiên. Hãy vẽ thời gian biểu và lập danh sách những việc cần làm để giúp bạn quản lý thời gian. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ lịch trình và thực hiện ước mơ, mục tiêu của mình một cách nhất quán. 9. Ở bên cạnh những người cùng tần số. Cuộc sống được xây dựng bởi các kết nối xã hội. Đổi mới bản thân đòi hỏi bạn phải ở bên cạnh những người phù hợp với mình. Những người sẽ thách thức, truyền cảm hứng, hướng dẫn và sửa lỗi cho bạn trong quá trình này. Ở cạnh những người có cùng tần số với mình, giúp bạn dễ dàng đạt được thành công hơn và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hãy loại bỏ những mối quan hệ độc hại và sắp xếp lại vòng tròn xã hội của mình nếu bạn muốn đổi mới. Bạn là những gì xung quanh bạn và việc tìm được đúng người sẽ giúp bạn có thể tái tạo bản thân. 10. Tìm một cố vấn. Một người cố vấn có thể chỉ cho bạn cách để thoát ra khỏi bế tắc. Họ giống như một ánh sáng hướng dẫn bạn thoát khỏi bóng tối. Họ giúp bạn đưa ra những quyết định quan trọng và truyền cảm hứng để bạn đi theo con đường đã định. Có nhiều loại cố vấn khác nhau, theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Những người cố vấn trực tiếp là những người hiện diện trong cuộc sống của bạn, hướng dẫn trực tiếp cho bạn. Những người cố vấn gián tiếp có thể được tiếp cận thông qua sách vở, video, podcast. Hãy tìm cho mình một người cố vấn phù hợp để bạn có được những bước đi rõ ràng trong con đường đổi mới bản thân. 11. Theo đuổi công việc mơ ước của bạn. Điều này không dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp của mình, hoặc cảm thấy môi trường hiện tại sẽ không đưa bạn đi đến đâu, vậy thì một công việc mới có thể là một cách hiệu quả để tái tạo lại bản thân. Bạn có thể học thêm những kỹ năng mới, tham gia vào những hội nhóm hoặc ngành nghề mới. Có một công việc mới là một sự thay đổi lớn, nhưng nó có thể là con đường phù hợp cho những ai đang muốn đổi mới bản thân. Sự nghiệp của bạn thường là một phần bản sắc của bạn, và một sự nghiệp mới có nghĩa là một bản sắc mới. Phần 8. Tương lai giàu nghèo không phụ thuộc vào học vấn hay sự chăm chỉ, mà là bốn yếu tố then chốt này. Thiếu một cũng khó thành công. Quý vị thân mến, đây đều là những kỹ năng cần thiết để thành công, được Warren Buffett, Bill Gates và Kazuo Inamori đánh giá cao nhưng ít ai nhắc tới. 1. Làm chủ thời gian. Thần chứng khoán Warren Buffett từng nói, tiền có thể tiết kiệm được nhưng thời gian thì không. Buffett không bao giờ trì hoãn và tuyên bố những thành tựu ông có được là nhờ không bao giờ lãng phí phút giây nào trong cuộc đời.
một trong yếu tố làm nên sự giàu có của ông chủ Hathaway Berkshire được một chuyên gia nhận định đơn giản là Buffett đầu tư sớm hơn và tích lũy lâu hơn nhiều người khác. Khi một người biết trân trọng thời gian, tương lai của anh ta sẽ giàu có hơn. Lý do tại sao những người giàu có thể trở nên giàu có là họ tích lũy thời gian. Họ dành nhiều thời gian để nghĩ đến ý tưởng kinh doanh và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, trong khi những người khác vẫn đắm chìm vào vô vàn hình thức giải trí khác nhau sau giờ làm. Thời gian là tài sản được phân phát gần như công bằng nhất. Nhưng tận dụng tài sản này thế nào, quản lý và tận dụng nó để làm giàu ra sao là tùy thuộc ở mỗi người. 2. Suy nghĩ độc lập. Cách suy nghĩ của người giàu luôn khác biệt, không chỉ về tiền bạc mà còn về mọi thứ. Trong khi mọi người cố gắng để làm theo những gì họ vẫn thường làm như một lối mòn, người dành thời gian và năng lượng để tạo ra con đường của riêng họ luôn có khả năng giàu có. Điều này không có nghĩa bạn phải làm ngược lại những gì phần còn lại của thế giới đang làm, mà là sự can đảm làm theo những gì bạn cảm thấy quan trọng, có tiềm năng phát triển chứ không phải chạy theo suy nghĩ của đám đông. Tỷ phú David Geffen sở hữu khối tài sản 9,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 từng bỏ học đại học. Nhà điều hành thu âm và sản xuất phim người Mỹ kiếm được hàng triệu đô la Mỹ nhờ thành lập các công ty thu âm, ký hợp đồng với một số nhạc sĩ nổi tiếng nhất thập niên 70-80. Ông đã không chọn con đường mà nhiều người cho rằng dễ dàng nhất để thành công mà chọn làm việc không biết mệt mỏi với sự tin tưởng và tiềm năng của các nghệ sĩ. Và Geffen đã có những thành tựu đáng ngưỡng mộ. 3. Đam mê với việc mình làm. Theo thần kinh doanh người Nhật Bản Karuo Inamori, một người đủ đam mê và yêu thích công việc của mình, sự giàu có chỉ là chuyện sớm muộn. Warren Buffett cũng từng nhấn mạnh tiền chỉ là sản phẩm phụ được tạo ra khi ông làm công việc mình yêu thích. Làm công việc mình đam mê giúp bạn có kỷ luật, sẵn sàng dốc toàn lực để đắm chìm vào nó. Nhưng hãy nhớ rằng, việc tìm kiếm công việc mơ ước cũng không hề dễ dàng. Hành trình đến với 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên của các triệu phú cũng mất trung bình 8 năm, theo Entrepreneur. Không chỉ vậy, hầu hết họ đều gặp phải nhiều thất bại trước khi thành công, như cựu CEO Microsoft Steve Ballmer, Rupert Murdoch của đế chế truyền thông Fox, hay thậm chí cả Buffett. Điều giúp họ bước qua thất bại không chỉ là tài năng mà còn là bởi họ yêu thích và tin tưởng con đường mình chọn. Vậy nên nếu bạn đã tìm được đam mê của mình, đừng ngần ngại đầu tư thời gian và tâm sức để trở thành người giỏi trong lĩnh vực của mình. Nếu chưa biết mình đam mê điều gì, hãy kiên trì thử và tiếp tục thử cho đến khi bạn có kết quả phù hợp nhất. Trong giới startup, có một khái niệm gọi là sản phẩm khả thi tối thiểu, MVP. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra đó là các bước nhỏ của thử nghiệm và có lỗi sai, rồi lặp lại nhanh chóng. Thông qua chu trình sản xuất, xem xét, điều chỉnh, tái sản xuất, chúng ta sẽ thử được nhiều việc mình làm mà không tốn quá nhiều thời gian. 4. Giao tiếp và quản lý mối quan hệ. Thành công của mọi người không thể tách rời khỏi các mối quan hệ giữa các cá nhân. Mối quan hệ chính sự giàu có là của cải riêng của mỗi người. Các bậc thầy kinh doanh đều là những người giỏi trong việc thiết lập các mối quan hệ và kiểm soát nguồn lực từ mối quan hệ họ có. Doanh nhân Susan Solovic từng nói, mọi người làm kinh doanh với những người họ biết, thích và tin tưởng. Muốn sở hữu networking chất lượng, việc đầu tiên bạn cần làm chính là trau dồi kỹ năng giao tiếp. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates nhắc tới kỹ năng giao tiếp trong bài báo Bill Gates, những kỹ năng cần thiết để thành công. Tỷ phú Richard Branson từng viết trên blog của mình, giao tiếp làm thế giới quay tròn, tạo điều kiện kết nối giữa con người với nhau, cho phép chúng ta học hỏi, phát triển và tiến bộ. Giao tiếp là kỹ năng quan trọng nhất mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng có thể sở hữu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ 8 bí quyết vàng để lập kế hoạch tài chính dài hạn cho năm mới, 11 chiến lược người giàu thường sử dụng để làm cho tiền đẻ ra tiền, 9 bí kíp tiền bạc luôn đúng tại mọi thời điểm trong cuộc đời, dẫu đang dư giả hay túng thiếu, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa. Kế hoạch quản lý tài chính thông minh giúp bạn phát tài trong năm mới.
tiền vào như nước không quan trọng bằng việc quản lý đầu ra. 8 cấp độ của tự do tài chính, bạn đang ở mức nào? Năm mới, con người mới, có 7 điều cần làm ngay để bắt đầu một năm mới thuận lợi và thành công hơn. Đặc biệt hơn, ở phần cuối video này là phần chia sẻ. Tương lai giàu nghèo không phụ thuộc vào học vấn hay sự chăm chỉ, mà là 4 yếu tố then chốt này. Thiếu một cũng khó thành công. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi mỗi khi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.